Chào bác nhá. Này lại đi bẫy cuốc đây, nhưng mà lại bẫy cuốc con gần nhà các bạn. Con này thì cực là khôn rồi. Em thả ra một hai lần rồi. Năm nay nó lại vào tiếp. Thì em bẫy con này cũng nhiều lần rồi. Hôm nay lại phải nhổ lông thì thả nó ra tiếp các bạn. Đấy, con này rất chi là khôn luôn. Nói chung là ai mà đánh được nó thì cũng khó đấy. Đây là em đánh sát chỗ nó ở nha các bác nhé. Nó ở trong đấy thì em cho lồng bẫy vào. Vào hẳn luôn. Vào hẳn trong chỗ nó ở luôn. Nó mới chịu vào đá đấy. Mọi lần là nó không vào đá đâu. Đây con mái. Mái đẹp ghê. Đúng là chim rừng các bạn. Thôi thả cho nó sinh sản. Đây, con này béo. Béo ghê. Con này đang tầm căng đấy các bạn. Mà nó chót. Nhổ ra mấy cái lông cánh cho nó chừa thì các bạn. Cho nó chừa. Tội bay, không mấy hôm nữa em đánh đêm lại lao ra mất. Nhổ hết lông cánh rồi các bạn. Nói chung là nó chỉ ở trong bụi kia thôi. Nó chạy ra chạy vào. Đây, bụi cây nó ở đây các bạn. Đấy, cả một đôi trong đấy nữa, cả con đực cũng ở trong đấy. Rồi, phóng sinh cho em nó này. Không thể bay được luôn. Đâu rồi? Đấy, đâu mất rồi các bạn. Đuổi nó ra ngoài, nó rút vào đây mất. Chắc là tí nữa nó khắp cái đường ra các bạn. Ô, chạy đâu bố rồi. Nói chung là chắc phát này nữa là nó chừa rồi đấy các bạn. Nói chung là con này không ai đánh được phòng. Đấy, chỉ mỗi em lừa nó vào cái bụi thôi. Đút vào hẳn cái lồng bẫy vào cái bụi thôi. Mới đánh được nó đấy, ở đây. Không chạy được các bạn. Đấy. Cho nó ra tận đây. Cho nó biết đường đi các bạn. Nó bị lâu quá, bị mắc lâu quá rồi. Nó đi không vững rồi các bạn. Mắc lâu quá. Mệt quá các bạn. Bắt nó lên nha. Sợ nó không đi được nữa. Không biết làm sao. Rồi cháu thả ra mà các bạn. Hay nhổ cánh nó đau quá không biết. Vào hẳn đây xem nó đi được không nha các bác nhé. Chắc là vẫn đi được rồi. Đấy. Đi được, vẫn vào trong đấy rồi các bạn. Rồi chào các bác nhá, các bác video lần sau đây, giữ lại bảo tồn nó để năm sau mình có cuốc đánh đây các bạn. Chào các bác nhá.